con Vinh Đài là buổi chiều này kế hoạch vỡ tan hết, mưa liên miên và có cả sấm chớp nữa khiếp. Cây này đành vào làm cái cây đa này để tận dụng cái thời gian nó mưa ẩm này, nó sẽ mình cắt nó sẽ phun mầm ngay đấy, không phải chờ lâu mà không sợ nó hại cây, bị chột cây. Thì bây giờ là cơ bản là em sẽ phải làm lại răm cái cây này, nó thật dày nhưng mà nó chưa được, vì chỉ có tán nó che như này, lá nó che như này thôi, nhưng nó chưa được dày, chưa được như ý. Đấy, thì bây giờ làm lại cái răm và rút lá đi, những cái răm nào thừa cắt đi. Đấy, vì tận dụng cái lúc mà cái cây này nó gần nhà, mưa thì còn chạy được, ngoài kia lôi ra làm trồng cái cây gì đấy bỏ giờ đâu. Cây này thì cứ tỉa lá thôi đã, rồi rút răm các bạn. Đấy, rất mạnh, các bạn nhìn cái mầm của nó rất là thích, đỏ chót luôn, cảm giác nó lục lá không các bạn, lá như nhựa luôn, gần giống với lá sộp, cái sộp mà cái sộp mà bị trồng mà tốt quá nó giống lá này. Rồi, bây giờ đây, tỉa lá các bạn nhé. Sướng nhất là đấy, thôi chuyển luôn, không có mưa okay. Nhiều bác cứ bảo vội vàng cắt thế nhưng mà chơi rồi bác cứ rút để chơi à, ngoan nhỉ, ngoan thế. Thank you.
Ê. Dạ. Yeah.
Đấy, các bác thấy chốc lát phút mốt là bật lông trụi lông rồi. Cái đoạn thân này đúng chỉ tầm dưới 20 phân, đến đỉnh này nó khoảng 30 phân. Đấy. Vì sao mà em cắt? Bởi vì là thứ nhất là khi mà các bác để lá như thế này thì tán nó rất là đầy, rất là kiểu như là tròn trịa, cảm giác như là nó đã thành rồi. Nhưng mà thực tế như thế, thực tế là không phải. Mà cây thành phẩm là phải chuẩn từ răm cho đến khi nào mà rút chút lá đi, răm vẫn còn ngon. Chứ không phải là chút lá đi thì lộ ra những đường lỗi của răm. Nhưng mà không phải là những cây mà em muốn làm và muốn là càng ngày nó càng kỹ. Kỹ từ cái chơi cái răm không thì cũng rất là đẹp rồi. Không phải là chờ nó có cái lá. Vâng nhé. Đấy thì và cái thứ hai nữa là gì? Là một số những cái tay tán, những cái tay cành mà nó bị yếu hơn. Nhưng mà nó mọc những cái vị trí rất là tốt, yếu hơn, rất là chuẩn ấy, nhưng mà lại bị yếu hơn bởi vì những cái tán khác nó che đi, rút lá này đi thì nó phát triển đều. Vâng. Thì nó cũng phải qua rất là nhiều lần rút như này thì nó mới thành phẩm được. Cho nên là kế hoạch lâu dài cứ dần dần mà làm được. Đấy. Bắt đầu mưa rồi. Thế thì có thể dùng được. Bởi vì nó khá là lùn cho các bác, cho nên là để mà tán nó rộng quá thì nó sẽ bị kiểu như là phủ hết cái tầm mà tầm thân nó. Đấy, cho nên là tỉa nó cao lên một chút thôi. Tỉa cao lên một chút. Tìm những cái điểm mà nó đang lỗi, ta sẽ cắt đi. Mặc dù lộc rất đẹp, nói chung cơ bản cái này vẫn đang ổn, khá ổn. Để lại cái này để chơi cái lộc này mấy hôm nữa xong sẽ cắt đi. Mưa rồi chạy thôi. Mưa rồi chạy thôi. Có lẽ chỉ thế thôi các bác, chạy thôi. Mưa hết rồi. Cảm ơn các bác nhé, để gặp lại các bác ở lần sau thế này. Anh mưa rồi các bác. Đấy. Em vừa mới tỉa bớt một cái răm và gỡ số cái dây thép nó ra. Đây. Kết thúc video không đành em phải quay lại. Bạn cũng may là tạnh mưa nó vẫn sáng. Đấy, nước nó vẫn nhỏ. Đấy. Sau này cần làm cái bệ này côn lên, cắt đây cho nó phun ra. Côn thêm cái bệ này. Như thế này. Như này trời thế này. Đấy, như đoạn này. Đấy. Gần 1,5 tỷ. Cái mỏi cục gì thằng này mới cục không.
Rồi, kết thúc video được rồi các bác nha. Xin được cảm ơn các huynh đài.